Dù nghèo khó đến đâu, nhất định phải đầu tư ba thứ này. Kính thưa quý vị, mỗi người sinh ra đều đã có một sứ mệnh, một cuộc đời riêng, không ai giống ai cả. Có những người sinh ra trong nhung lụa, thế nhưng có những người lại không có được may mắn đó. Nhưng dù nghèo khó tủi hổ đến mấy, bạn vẫn nhất định phải đầu tư vào ba thứ này. 1. Sức khỏe bản thân. Cái gì mất cũng có thể kiếm lại được, chỉ duy nhất một thứ không thể lấy lại, đó là cuộc đời. Đầu tư vào sức khỏe bản thân là khoản đầu tư lớn nhất và có thể sinh ra lợi nhuận khổng lồ. Bệnh tật luôn tới bất ngờ không báo trước. Khi bạn thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, đừng chủ quan mà hãy chú ý tới sức khỏe của mình. Không khoản tiền đầu tư nào giá trị hơn khoản tiền đầu tư vào sức khỏe. Hãy dành thời gian để tập thể dục thể thao, bớt thức đêm đi, bớt ra ngoài, ăn những món đồ thiếu lành mạnh, đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hãy rèn luyện cho mình những thói quen tốt, mạnh dạn vứt bỏ những thói quen xấu để có thể cùng sức khỏe tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của bạn. 2. Tình bạn. Trong cuộc sống bộn bề này, bạn không chỉ cần có một gia đình tốt, tiền bạc, danh vọng, mà bạn không có bất cứ một mối quan hệ bằng hữu với ai, và bạn cũng không có lấy một người bạn thân nào để chia sẻ các khoảnh khắc trong cuộc sống, thì hẳn bạn đã thất bại trong việc hạnh phúc. Bạn bè là một mối quan hệ không thể miêu tả bằng 3 câu chữ được. Sẽ có những mối quan hệ giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống, và cũng sẽ có những mối quan hệ đẩy bạn xuống vực thẳm. Nhưng bạn hãy nhớ, phải luôn có bạn bè bằng hữu. Tình bạn chỉ có 2 từ thôi, nhưng ý nghĩa của 2 từ này đến các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ khai thác mãi cũng không cạn được. Và bạn cũng nên nhớ rằng, tình bạn là thứ tình cảm mà ở nơi đó không dành cho 2 chữ vụ lợi xen vào. 3. Sự tự tin của bản thân, chìa khóa của thành công. Sự thành công của mỗi con người không chỉ có được bằng tài năng của mình, mà còn bằng sự tự tin, bằng bản lĩnh. Mặc dù mỗi tự tin thôi thì chưa thể làm nên thành công, nhưng nó lại là chìa khóa vạn năng của thành công. Tự tin là một đức tính tốt đẹp của con người, là sự tự tin vào chính bản thân mình, tin vào khả năng và những hành động của chính mình. Tin tưởng sẽ giúp cho bạn có thể giành được kết quả một cách nhanh chóng và chắc chắn nhất. Khi muốn thành công trong cuộc sống, tìm được ước mơ và con đường của mình trong tương lai, thì tự tin là điều nên có. Khi bạn tự tin, khi bạn tin vào khả năng của bản thân, cũng như sự hiểu biết của mình về vấn đề đó, thì có phải rằng thành công sẽ tới nhanh hơn. Vì vậy, để có thể tự tin thì hãy đầu tư vào chính bản thân mình. Hãy đầu tư vào việc trau dồi tri thức cho bản thân. Học phải đi đôi với hành. Đương nhiên, sau này khi phỏng vấn, đi làm, hay đơn giản là việc đối nhân xử thế, việc bạn có tri thức sẽ giúp hình ảnh của bạn trong mắt người khác được tôn trọng hơn rất nhiều. Dù bạn không xinh đẹp, còn khiếm khuyết, nhưng hãy đầu tư thông minh và phù hợp cho bản thân mình. Ví dụ, hãy mặc chiếc váy bạn thích, thử kiểu tóc bạn ưng, hãy lựa chọn những thứ phù hợp và nó khiến bạn cảm thấy thoải mái. Hơn cả, bạn còn phải đầu tư cho chính tâm hồn mình. Hãy luôn tu tâm dưỡng tính, học cách buông bỏ những muộn phiền, cay đắng ngoài xã hội kia. Hãy luôn giữ cho mình một cái tâm sáng thiện lương và bao dung. Khi bạn đầu tư đầy đủ cho cả bên trong lẫn bên ngoài, thì không có lý do gì bạn lại không tự tin cả. Tiền bạc thô mà thật. Những câu nói hài hước về tiền bạc thô mà thật khiến cho nhiều người cười té ghế, nhưng giật mình lại thì quá đúng. Tiền từ lâu đã trở thành thước đo giá trị vật chất trong xã hội hiện nay. Vì vậy, mọi vấn đề đều được giải quyết bằng tiền. Những câu nói hài hước về tiền là những câu nói mang hàm ý sâu sắc, hy vọng nhiều người sẽ rút ra được những bài học giá trị về đồng tiền từ những câu nói đắt giá này. 56. Tiền bạc không mang lại hạnh phúc
cho những người không có chúng. 57. Tiền không quan trọng, nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác. 58. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống. 59. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi, đó là một tài năng. 60. Tiền không phải là thước đo chính xác nhất để mà đánh giá con người, nhưng hầu hết người ta lại sử dụng thước đo này. 61. Tiền mang lại hạnh phúc với những người biết sử dụng chúng, biết dùng nó để mà đem tới niềm vui cho những con người bất hạnh. 62. Tôi có thể làm tất cả vì tiền, thậm chí đó là những việc tốt. 63. Tôi không tham tiền, nhưng nó làm thần kinh của tôi bớt căng thẳng. 64. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền. 65. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt. 66. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. 67. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi. 68. Tiền ư, chưa thấy trong từ điển, nhưng lại luôn có trong cuộc sống. 69. Trước kia khi có tiền, tôi thấy tiền là quan trọng, nhưng bây giờ khi hết tiền thì tôi thấy nó còn quan trọng hơn nhiều. 70. Tiền bạc không thành vấn đề là có tiền hay không. 71. Sự phân chia tiền trên thế giới là điều hợp lý nhất, bởi vì ai cũng kêu rằng mình không đủ tiền. 72. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng. 73. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu, nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết. 74. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi. 75. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền, thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may. Tiền là thước đo giá trị vật chất, nhưng hy vọng sau khi đọc và suy ngẫm những câu nói hay về tiền này sẽ giúp chúng ta định nghĩa chính xác giá trị của đồng tiền. Đừng dùng tiền để mua hạnh phúc, tình yêu hay nhân cách của một người. Bởi đồng tiền, dù có giá trị đến đâu, cũng chỉ là vật vô tri vô giác. Còn con người có thể thay đổi, có tình cảm, có cảm xúc. Hãy dùng tiền, tiêu tiền đúng mục đích, cho dù bạn có thật nhiều tiền đi nữa nhé. Còn với những ai suốt ngày kêu than hết tiền, nợ tiền, thì hãy nhấc mông lên và đi kiếm tiền ngay thôi. Và đừng quên đọc thêm những câu nói hay về công việc để cảm nhận về sự vất vả khi kiếm tiền nhé.